Chào các bạn, hôm nay chúng ta ngồi đây tại văn phòng của OTV và chúng ta tiếp chuyện mà chúng ta đã từng trao đổi trước đây. Đó là câu chuyện của bạn Sơn, chủ chiếc xe CRV có va chạm với chiếc xe Rolls Royce. Ngoài ra thì có thêm bạn Xuân, hôm nay cũng là đại diện cho một công ty bảo hiểm đến đây cùng trao đổi với chúng tôi. Cái thời điểm diễn ra tai nạn đến nay đã được bao lâu rồi? Em xảy ra tai nạn cái việc xe của em va chạm xe Rolls Royce thì từ hôm ngày 11 tháng 8 dương lịch năm 2018 đến nay là khoảng 2 tháng rưỡi, hơn 2 tháng rưỡi rồi. Viện khoa học hình sự họ chưa ra kết luận cuối cùng. Vâng ạ. Thế Sơn có nắm được rằng là đến khi nào thì họ sẽ có kết luận cuối cùng theo quy định? Em thì hôm trước thì anh Quốc Anh là đội điều tra tổng hợp của quận Long Biên ấy, thì anh ấy bảo là sẽ phải ra hạn thêm 2 tháng nữa để điều tra. Thì em bảo là thì em cũng cái luật đấy thì em cũng có về em hỏi luật sư, em gọi điện hỏi từ luật sư, người ta bảo là tất cả những trường hợp xảy ra như thế thì người ta có thể kết thúc hồ sơ trong 4 tháng là phải kết thúc hồ sơ. Như vậy tạm thời thông tin chúng ta có được là đến nay là 2 tháng rưỡi, bạn Sơn chưa thể xử lý vấn đề gì bởi vì không có một kết luận của bên chỗ viện khoa học hình sự, không có kết luận của bên phòng điều tra tổng hợp, không có kết luận của bên giao thông. Sau khi vụ việc xảy ra tai nạn thì em cũng gọi luôn cho bên, vì em có bảo hiểm, em gọi lúc mà xảy ra tai nạn em cũng gọi luôn bên bảo hiểm người ta sang. Thì bên công ty bảo hiểm người ta cũng có cử người sang để chụp ảnh hiện trường và người ta cũng hướng dẫn em là làm việc với bên Rolls Royce. Nhưng mà khi mà em gọi bên bảo hiểm lúc người ta nói với em luôn là bên Rolls Royce sai thì bên Rolls Royce đền, thì anh đi đòi bên Rolls Royce, bên bảo hiểm chỉ có trách nhiệm đền bù cho anh khi anh sai. Họ cũng nói với em rõ với em luôn là khẳng định với em là phải chờ có kết luận của cơ quan công an điều tra thì họ mới giải quyết cái bảo hiểm cho em. Cái đền bù thì đương nhiên là chắc chắn không được 240 triệu. Em xem qua nó chỉ duyệt cho được khoảng tầm 150-160 đấy. Mình cứ mang xe đi sửa. Sau này chờ kết luận công an điều tra như nào thì họ sẽ giải quyết cho sau. Tiền thì mình họ không chi mà mình phải chi tiền túi của mình ra sửa. Họ kệ em để tự giải quyết chứ họ cũng không can thiệp vào. Thế thì theo bạn Xuân thì như vậy có đúng không và liệu chúng ta có giải pháp gì không? Trong trường hợp này thì bảo hiểm VVI đã chấp nhận để bạn Sơn sửa xe và chỉ chờ hồ sơ công an để giải quyết bồi thường. Như vậy là thiệt hại này thuộc trách nhiệm bảo hiểm công ty bảo hiểm VVI. Thì cho dù bạn Sơn có lỗi hay là bạn Sơn không có lỗi thì công ty bảo hiểm đều phải bồi thường. Và trong trường hợp thiệt hại này nó có liên quan đến lỗi bên thứ ba thì bạn Sơn có để được bồi thường phải có trách nhiệm chuyển quyền đòi bên thứ ba cho công ty bảo hiểm, và công ty bảo hiểm sẽ dựa trên các cơ sở pháp lý để đòi bên thứ ba gây tai nạn chứ không thể đẩy khách hàng là anh tự đi đòi bên thứ ba. Tuy nhiên trong quy tắc bảo hiểm thì cũng nêu rõ là khi có hồ sơ công an theo kết luận cuối cùng thì công ty bảo hiểm phải có trách nhiệm phối hợp với người được bảo hiểm thu thập hồ sơ công an chứ không thể để cho khách hàng tự đi tìm lấy hồ sơ công an, vì có nhiều trường hợp là công ty bảo hiểm, cơ quan công an chỉ cung cấp hồ sơ khi có công ty bảo hiểm yêu cầu. Trong trường hợp này cho dù bạn Sơn lỗi 0% hay lỗi 100% thì thiệt hại này đều thuộc trách nhiệm bồi thường của công ty bảo hiểm. Họ không thu nhận hồ sơ. Họ không tiếp nhận hồ sơ. Vâng, không có giấy tờ văn bản, họ trả lời miệng, ngồi trực tiếp nói chuyện như vậy. Khi mà xác định tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm mặc dù chưa có hồ sơ công an thì họ sẽ ứng trước khoảng 50% số tiền thiệt hại cho khách hàng sửa xe. Sau đó có hồ sơ công an thì họ sẽ bồi thường lại số tiền toàn bộ. Tôi có thể đúc kết lại mấy cái lý do như sau. Thứ nhất là trong khoảng thời gian kéo dài đến nay là 2 tháng rưỡi rồi thì tất cả những giấy tờ bạn Sơn nhận được từ phía bảo hiểm đó chỉ là một tờ hướng dẫn thủ tục giải quyết bảo hiểm. Tất cả các giấy tờ hiện nay bạn Sơn không giữ, công ty bảo hiểm hiện nay đang giải quyết, họ đang xử lý và họ cũng chỉ là chậm chứ cũng chưa phải là họ không có trách nhiệm. Thì cái việc này chúng ta sẽ cùng theo dõi những số tiếp theo để chúng ta nắm được xem là bên bảo hiểm họ sẽ xử lý cái việc này như thế nào. Hy vọng rằng bạn Sơn sẽ có được một kết quả thỏa đáng. Chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.